Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi đến một phần nhỏ trong cái series này. Đó là phụ nữ sau sinh nên ăn gì và nên kiêng cái gì để giúp cho chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh và nhiều sữa. Được không ạ? Bạn hãy hình dung là cái lúc mà người mẹ sinh con á, thì cái lúc này người ta gọi là nó có một cái giai đoạn người ta là hòa máu hay là trộn máu á. Tại vì em bé dù sao cũng là một cái cá thể độc lập bên trong cơ thể mẹ. Nhưng mà tại vào cái thời điểm mà sinh ra thì dòng máu nó sẽ có những cái hòa trộn với nhau. Và cũng chính bởi như vậy mà có thể nói rằng là khi mà cắt rốn em bé đi thì cơ thể của mẹ trở thành một cái hệ thống mở. Cũng bởi vì là hệ thống mở cho nên rằng là nếu như mà mình không biết chăm sóc thì mình sẽ bị những cái dấu hiệu suy giảm về sức khỏe cũng như nhan sắc rất là nhiều. Còn nếu như mình biết chăm sóc thì nó sẽ hấp thu rất là mạnh mẽ những cái dưỡng chất trong giai đoạn này. Và cũng chính trong giai đoạn này thì người mẹ có cơ hội là thay đổi dòng máu, làm cho mình trở nên giống như là sinh ra một lần nữa đó. Cho nên là rất là nhiều người đẹp hơn. Mình có thể thấy rằng là những như bạn như là người mẫu này, ca sĩ này, diễn viên này, những cái nhóm người của công chúng thì thường là mình thấy họ đẹp lên trông thấy hoặc là họ chẳng có gì thay đổi cả, mặc dù cái cường độ lao động, cường độ làm việc của họ là rất khắc nghiệt luôn á. Thế còn tại sao mà phụ nữ bình thường của mình lại không được giống họ? Có phải là do những người kia họ dùng những cái loại gọi là siêu phẩm hoặc là chăm sóc công nghệ cao gì đó không? Câu trả lời là không phải nhá. Tại vì trong cái giai đoạn mà sau sinh đến 3 tháng 10 ngày thường thì ngay cả người mẫu diễn viên họ cũng chỉ áp dụng những cái chế độ chăm sóc thuần tự nhiên thôi. Nhưng có một điều mà họ khác, đó là họ có cái ý thức về việc bảo vệ và giữ gìn. Họ làm gì họ cũng có ý thức là bảo vệ cái thành quả mà mình đang có. Còn đa phần chị em phụ nữ chúng ta là thường lúc đó mình rất là để ý vào con, mình rất chăm sóc cho con, và mình quên đi cái việc tìm hiểu về việc chăm sóc cho bản thân mình. Những cái bài viết hoặc những cái video clip của các chuyên gia mà nói rằng là ăn thế nào để nhiều sữa thì có rất là nhiều người vào để mà xem. Cái mối quan tâm hàng đầu vẫn là sữa, ngay cả bản thân Anna cũng vậy. Thế nhưng mà những cái mẹo khác, những cái kinh nghiệm khác thì thường mình lại ít để tâm đến. Và ngày hôm nay cái video clip này được làm cùng với series bầu để cho các mẹ có thể theo dõi tuần tự lần lượt, và mình nên tìm hiểu từ trước khi mà mình sinh em bé để khi sinh xong thì tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái phần chi tiết về phần dinh dưỡng, mẹ nên ăn gì nhá. Đối với cái dinh dưỡng mà mẹ cần phải ăn trong cái quá trình sau khi mà đã sinh nở thì mẹ cần phải ăn đủ tất cả các nhóm chất. Y như là cái giai đoạn bầu hay là giai đoạn khác của cuộc đời, chúng ta đều phải ăn đủ 4 nhóm chất cơ bản. Đó là tinh bột này, protein này, chất béo, và các cái nhóm thứ tư là các nhóm đến từ vitamin, muối khoáng, các enzyme và các cái chất mà chống oxy hóa đến từ thực vật. Và bao gồm thực vật nó sẽ còn cả chất xơ, bổ sung chất xơ cho mẹ nữa. Đối với tinh bột thì rất là dễ rồi. Thường mẹ sau sinh là hay ăn rất là nhiều tinh bột để cho có nhiều sữa. Anna cũng là một trong cái nhóm như vậy. Thế nhưng mà cái sữa nó có được, nó còn do nhiều những cái tác động khác nữa, chứ không phải chỉ đơn giản là một là chế độ dinh dưỡng. Cho nên mẹ cũng không cần phải ăn quá nhiều. Ví dụ như người ta tính rằng là mẹ chỉ cần bổ sung thêm khoảng 500 đến 700 calo mỗi ngày thôi, chứ không cần phải tăng lên quá nhiều. Tức là giả sử bình thường mẹ ăn 3 bữa thì bây giờ mẹ sẽ ăn thêm 2 bữa phụ nữa. Như vậy là đã đủ cái nhu cầu năng lượng để mà có thể tạo ra khoảng 700 đến 800 ml sữa mỗi ngày. Và như vậy thì mẹ vẫn có thể là ăn một chén cơm, hai chén cơm, ba chén cơm mỗi ngày tùy vào cái một đến ba chén cơm mỗi bữa tùy vào cái khả năng ăn uống của mẹ. Thực ra thì nếu mà ăn được hai chén cơm là vừa phải nhất, nó không quá ít mà nó cũng không quá nhiều. Tinh bột nó rất là cần thiết trong cái việc mà tạo ra cái L-tryptophan, làm cho chúng ta có sản xuất được một cái hormone tạo cho cái cảm giác vui vẻ thoải mái, đó là serotonin. Và khi người mẹ có nhiều serotonin thì đương nhiên em bé cũng được nhận serotonin đó. Bởi vậy cho nên là nếu mà mình ăn đủ tinh bột thì tính khí em bé cũng sẽ mềm mại hơn này, hai mẹ con cũng sẽ vui vẻ hơn. Có rất nhiều người thì ăn quá nhiều do là không hiểu tại sao cái lúc mà sinh xong á, khi mà mình đang sản xuất sữa, mình ăn cái gì mình cũng thấy ngọt, thấy ngon. Anna nhớ là Anna ăn cơm không mà thấy nó ngọt ơi là ngọt, ngon ơi là ngon. Cho nên là mình cũng
cũng ít kiềm chế, hoặc có những mẹ thì lại hoặc là do đang quá căng thẳng, chủ yếu là đang do quá căng thẳng. Có một số ít mẹ thì lại quan tâm đến cái vóc dáng nhiều quá và làm cho mình ăn không đủ cái lượng tinh bột cần thiết cho cơ thể. Thì ở đây mình cũng có thể hướng dẫn thêm các mẹ là ngoài cái việc ăn cơm trắng, mẹ cũng có thể ăn luân phiên gạo lứt, cơm gạo lứt. Riêng dùng từ gạo lứt này thì Anna có nhấn mạnh là mình sẽ ăn luân phiên, chứ nếu như mẹ không hiểu về thể trạng của mẹ là dư nước hay là nhiều cơ thì mẹ sẽ khó lòng mà có thể ăn toàn bộ là gạo lứt để mà giảm cân nhé. Giai đoạn này mình không cần nghĩ đến việc giảm cân, bởi vì cân nặng của mình nó sẽ tự động giảm sau khi mà mình không cho em bé ăn sữa nữa. Ngoài ra, một cái nguồn tinh bột rất là quý giá đó chính là đến từ các cái cây họ đậu, đến những cái loại đậu, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh là những cái loại mà Anna khuyến cáo là bạn nên ăn. Riêng đậu nành thì nếu bạn tìm được cái nguồn đậu nành mà không biến đổi gen thì bạn có thể ăn. Còn nếu như mà bạn không biết rõ cái nguồn gốc, bởi vì đậu nành bây giờ là cái nguồn biến đổi gen rất nhiều, và trong đậu nành thì nó có những cái hoạt chất mà nó tương tự như cái nội tiết tố nữ, cho nên là nếu như không phải là loại đậu nành gọi là mình tạm gọi là nguyên thủy đi, cái giống nguyên thủy mà giống biến đổi gen, thì mình sẽ không biết là cái gen đó nó được biến đổi theo hướng nào, và có khả năng khi mà mình ăn vào thì nó sẽ làm hơi loạn một chút cái nội tiết tố của người mẹ, rồi sợ là nó sẽ đi theo dòng sữa và nó sẽ ảnh hưởng đến em bé. Cho nên rằng là bạn hãy lựa chọn cái loại đậu nành bạn biết rõ nguồn gốc và biết rõ cái giống đấy như thế nào, ví dụ ở quê mình có thể hỏi được thì mình có thể ăn. Cũng có một cái loại tinh bột khác mà bạn cũng có thể có được, đó là đến từ các cái loại gọi là những loại củ quả của thực vật. Thì đây cũng là một cái loại tinh bột mà rất là tốt. Đối với chất béo thì tất cả các mẹ sau sinh đều được khuyên, và đó cũng là sự thực, rằng là chúng ta không nên ăn nhiều những cái đồ chiên xào rán này và những cái thứ chất béo từ động vật. Ví dụ như là khi mà ở cữ thì thường là mình ăn cơm, mình ăn thịt chẳng hạn, thì thịt lợn chẳng hạn, thì mình sẽ chọn cái phần nạc của thịt lợn chứ mình không ăn mỡ. Đây là một cái rất là đúng, bởi vì khi mà mình ăn có quá nhiều những cái dầu mỡ quá thì khả năng là cái sữa của mình em bé bú vào rất là dễ mà bị tiêu chảy. Đó là trong những cái tháng đầu mẹ mới sinh em bé xong. Còn khi mà mẹ đã cho em bé ăn sữa trong khoảng là một năm thì những cái việc này nó không còn quá quan trọng. Đối với người bình thường thì mỡ động vật cũng đã rất là gây khó tiêu này, và gây nhiều những cái triệu chứng như là béo bụng, thậm chí là mỡ nội tạng, rồi gây rối loạn những cái trao đổi khí huyết ở trong cơ thể, cả tiêu hóa và bài tiết nữa. Thì đối với mẹ bầu và mẹ sau sinh là những cái đối tượng mà cơ thể vừa trải qua một cái hành trình rất là đặc biệt, và cơ thể của mẹ lại phải hoạt động gần như là gấp rưỡi đến gấp đôi công suất bình thường, thì mẹ càng không nên đưa vào cơ thể những cái loại chất béo no này. Nó sẽ làm cho mẹ ảnh hưởng đến toàn bộ các cái cơ quan ở bên trong cơ thể. Vậy thì mẹ có cần ăn chất béo không? Có chứ. Như Anna vẫn hay chia sẻ, não bộ của chúng ta, não bộ của em bé đến 60% là chất béo. Cái màng của tế bào là cái cơ quan gọi là cái đơn vị cơ bản của toàn bộ cơ thể thì cũng là chất béo. Chất béo rất quan trọng trong việc bôi trơn các khớp để làm da của chúng ta đẹp. Vậy thì chúng ta sẽ ăn chất béo từ những cái loại nào đây? Vẫn là những cái gốc thực vật là ưu tiên số 1. Trái bơ có rất nhiều omega 3 và axit béo thiết yếu. Bạn cũng có thể tìm thấy được axit béo thiết yếu ở trong những cái loại hạt như là hạnh nhân, ốc chó, mắc ca. Bạn có thể tìm thấy ở trong một cái loại hạt rất là phổ biến ở Việt Nam, rất là rẻ tiền và rất là tốt, đó là mè đen và mè trắng. Và Anna thì xin khuyến nghị các mẹ có thể uống sữa mè đen, mè trắng đều đặn trong suốt cái hành trình mà cho em bé ăn sữa. Bạn có thể chọn cái tỷ lệ là một mè đen và hai mè trắng mình nấu lên, và mẹ nhớ rằng là bởi vì mẹ đang ở trong một cái giai đoạn rất là quan trọng, cho nên là mẹ sẽ nấu ngày nào thì uống hết ngày đấy, hoặc cùng lắm là mình để 2 ngày, nhưng mà cái ngày thứ hai mình cũng nên làm cho nó đun sôi cho nó nóng lại rồi mình uống. Được không ạ? Đấy cũng là một cái nguồn mà axit béo thiết yếu cực kỳ tốt và rất phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Một số những cái loại cá biển, những cái loại cá như là cá hồi này, hoặc là thậm chí là ở trong một số những cái loại thực phẩm khác đều có axit béo thiết yếu, bạn cũng có thể luân phiên ăn. Anna thì vẫn khuyến nghị là mình nên ăn từ cái gốc thực vật, nó sẽ dễ tiêu hóa cho mẹ hơn. Ngoại trừ mẹ đưa được vào những cái dưỡng chất cho cơ thể, mẹ còn được tăng cái phần chất xơ nữa. Đối với cái nguồn đạm
thì mẹ đang trong quá trình tạo sữa và cái thành phần của sữa thì đạm có rất là nhiều. Đồng thời thì đạm nó cũng rất là cần thiết trong cái quá trình mà phát triển toàn bộ những cái não bộ của em bé, cũng như là hình thành nên cơ bản lên những cái cơ quan xây đắp tạo cho bộ xương này rồi cơ này của em bé. Cho nên rằng là đạm cũng rất là quan trọng, và cũng như những cái nhóm chất khác, mẹ sẽ ăn cả đạm động vật và cả đạm thực vật. Đạm thực vật chính là mẹ ăn trong các cái loại hạt như là đậu xanh, đậu đen, đậu nành đấy, đậu đỏ đấy. Thì bởi vì là những cái loại hạt đó nó vừa có protein này, nó vừa có tinh bột, một cái dạng tinh bột rất là tốt này, và rất là nhiều những cái dưỡng chất và chất xơ khác nữa. Cho nên mẹ có thể ăn một công đôi việc, ăn một hạt nhưng mà có đầy đủ nhiều những cái loại dưỡng chất khác nhau. Khi mà mẹ ăn những cái loại protein động vật khác á, thì mẹ nhớ rằng là mẹ sẽ phải kiêng một số loại nhiều dầu nhiều mỡ này. Mẹ cũng không nên ăn những cái con mà sống ở bùn, như vậy thì nó sẽ làm cho, tức là nó sẽ có nhiều những cái chất thải và chất cặn ở trong đó, nó không tốt cho mình. Mẹ sẽ chọn ăn những cái loại cá ở nước sâu chẳng hạn, và cá thì mẹ ăn sau hơn so với thịt một chút. Tất cả mọi cái thì mình đều làm cái độ mặn nhạt vừa phải, không cần phải giống như các cụ ngày xưa là ăn rất là mặn để ăn được nhiều cơm đâu. Các cụ ngày xưa là các cụ còn nghèo, còn ít thức ăn thì mới ăn như thế, còn mình thì mình cứ làm cái mùi vị thông thường để mà mình ăn. Có một cái loại thực phẩm mà mẹ có thể lựa chọn, đó là trứng. Trứng chính là một thực phẩm toàn phần. Từ một quả trứng có thể sinh ra được một cái cơ thể toàn vẹn. Vì vậy cho nên là mẹ có thể ăn trong quả trứng, nó đã có yếu tố âm dương dung hòa rồi. Có điều là mẹ cũng không nên ăn quá nhiều. Một tuần mẹ có thể ăn từ 2 cho đến 4 trái trứng. Và mẹ chọn trứng gà, bởi vì trứng gà thì nó tốt cho sản phụ hơn. Còn những cái loại như là trứng vịt gì đó thì nó hơi có tính hàn một chút, và nó không hợp với cái cơ địa của người mẹ, là cái cơ địa mà mới sinh con ra. Thì trong cơ thể của mình nó bị thiếu những cái khí dương rất là nhiều. Mình cần phải ăn những cái thứ mà nó hỗ trợ để xây đắp trở lại cái sinh khí cho mình. Cái nhóm cuối cùng vô cùng quan trọng đó là nhóm đến từ thực vật, bổ sung vitamin A, B, C này, bổ sung tất cả những cái khoáng quan trọng như là sắt và canxi cho mẹ này, rồi acid folic để cần thiết cho toàn bộ cái giai đoạn phát triển hoàn thiện trí não của bé, đặc biệt là trong 6 tháng đầu đời. Thì mẹ có thể chọn ăn những cái loại rau màu xanh, những loại rau màu xanh có rất nhiều sắt và acid folic. Có một số người thì nói rằng là cụ thể là loại nào có thể ăn được, thì Anna thấy rằng là mẹ có thể ăn những cái loại rau mà nó có sớ dai, xà lách song này, rồi rau muống này, rồi rau ngót này, là những loại rau mà mẹ có thể ăn được. Ngoài ra mẹ cũng có thể chọn những cái loại trái cây ngọt để ăn. Đây cũng là một trong những cái phần mà bù lại cái lượng nước cho mẹ. Vì thường ai mà đã sinh nở sẽ thấy là không hiểu tại sao trong cái giai đoạn đó mình rất là háo nước, mình rất là thèm cái gì đấy mà nó nước nước mềm mại một chút. Thì mẹ có thể chọn những loại trái cây ngọt, một số loại như là na này, hồng xiêm này, thì hoàn toàn mẹ có thể ăn rồi. Mẹ cũng có thể chọn những cái loại cam, như ở miền Bắc có cam canh ấy, rất là ngọt. Tức là cam, mẹ muốn ăn cam thì mẹ phải chọn cái loại nó có vị ngọt một chút. Mẹ cũng có thể ăn những cái bộ trái mọng như là cherry này, việt quất này, dâu tây, dâu tằm, quả sung Mỹ cũng là một trong những loại mà mẹ ăn rất là tốt. Thì mẹ phải nhớ rằng nếu mà mình chọn được cái loại trái cây tốt á, thì nó không chua đâu. Tức là ngay cả dâu tây, tùy vào cái loại dâu tây mà mẹ mua, nhưng mà có những loại nó không chua đâu. Và nhớ rằng nếu như mà trái mà chua quá thì mẹ khoan ăn trong giai đoạn này nhé. Sau 6 tháng ấy, thì mọi cái khẩu vị hay là mọi cái thói quen sinh hoạt của mình hoàn toàn đã quay trở lại bình thường rồi, ngay cơ thể của mình cũng hoàn toàn quay trở lại bình thường rồi. Lúc đó thì mẹ có thể ăn đa dạng hơn, và bất cứ cái gì mà mẹ cảm thấy thèm, hoặc là mẹ có thể đọc thêm một số những thông tin trên internet để ra được những cái loại thực phẩm mà mẹ ăn có thể là tốt nhất. Một loại thực phẩm tiếp theo cũng thuộc trong nhóm này Anna muốn nhắc đến, đó là rong biển. Trong rong biển có fucoidan, nó cực kỳ tốt để mà giúp cho mẹ và bé phòng chống được những cái tác nhân oxy hóa. Những cái tác nhân này ấy, ở ngoài thì nó mới gây là cho da nhăn rồi sệ, còn ở bên trong nó làm cho tăng những cái nguy cơ mà mình bị bệnh tật, tức là già hóa của các cái cơ quan nội tạng. Cho nên là mẹ cũng có thể là ăn thêm nấm,
Nấm cũng là một trong những cái loại mà có cái nguồn protein rất là giàu. Nhưng khi mà mẹ ăn nấm thì mẹ nhớ rằng là bởi vì nấm nó hay có cái gọi là cái meo ấy, cho nên khi mà mẹ ăn nấm thì mẹ sẽ gọi là chiên sơ một chút, rồi để cái nấm ở trên cái chảo mà dầu đang nóng để cho nó róc bớt hết tất cả những cái mỡ ra. Sau đó rồi mình dùng nấm để mình nấu canh này, hoặc dùng nấm mình ăn kèm với cả đậu hũ này, hoặc là thậm chí mình có thể làm những cái món chay từ nấm nữa. Mẹ cũng có thể ăn yến mạch. Mẹ có thể chọn cái loại yến mạch thô á. Và yến mạch thô thì mẹ sẽ ngâm ở trong nước ấm, nước nóng từ khoảng 30 phút đến 1 tiếng nó sẽ nở ra. Và mẹ có thể trộn ăn, mẹ có thể ăn yến mạch với sô-cô-la đen. Đây cũng là một trong những cái món mà để cho mẹ thay đổi khẩu vị đi, nó an toàn cho cả giai đoạn bầu và giai đoạn sau sinh nữa. Trong sô-cô-la đen nó cũng sẽ có những cái loại hoạt chất mà giúp cho mẹ có thể thư thái và thư giãn hơn. Cuối cùng là mẹ nhớ bổ sung những cái loại rau gia vị. Những cái loại rau gia vị được kể đến như là mùi này, mùi ta, rồi mùi tàu, rồi thì là, rồi rau húng, rồi những cái loại như là tỏi này, gừng này, nghệ này là những cái loại mà mẹ nên ăn. Đối với cơ thể của mẹ sau sinh, trong trường hợp ấy mà mẹ cảm thấy hơi mệt mỏi, hơi bị cảm lạnh một chút, mẹ có thể uống nước gừng. Hoặc là mẹ có thể uống nước tỏi nấu với cả đường phèn, giống như Anna đã hướng dẫn ở trong cái clip mà cái cách mà chị cảm lạnh khi mà mẹ bầu đang mang thai. Bởi vì mình đã sinh em bé xong rồi cho nên là mình có thể ăn được gừng và uống được gừng nhá. Còn mẹ cũng có thể dùng nghệ. Nghệ thì mẹ có thể ăn nhiều hơn một chút để giúp cho mẹ là có thể hoạt huyết được cái dòng máu ở bên trong cơ thể, và bên ngoài nó còn giúp cho mình đẹp da nữa. Vậy là chúng ta đã đi đến cơ bản xong tất cả những cái phần mà mẹ về phần dinh dưỡng, về phần thực phẩm mà mẹ cần lưu ý. Chúng ta sẽ đến một cái phần rất quan trọng, đó là nước. Nước là một cái điều mà không thể thiếu được trong giai đoạn sau sinh, bởi vì phải có đầy đủ nước thì mình mới có một cái nguồn sữa đầy đặn. Ngoài ra là chính cái nước đấy nó sẽ làm cho mẹ hạn chế được cái việc mà viêm cái đường tiết niệu. Trong cái quá trình mà mình sinh nở thì cũng có rất là nhiều những cái sự hòa trộn của cái sản dịch, và có thể nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hệ tiết niệu của mình. Bởi vậy có thể mình uống nhiều nước. Vậy mình sẽ uống nước như thế nào ạ? Nước đương nhiên ở đây Anna nói đến là nước lọc rồi. Và khi mà mình uống nước lọc á, thì mình nhớ rằng là mình hãy chọn cái loại nước mà có tính kiềm. Nếu mà mẹ có cái máy lọc nước Kangen thì rất là tốt. Nếu mà mẹ muốn biết máy lọc nước Kangen là gì thì mẹ có thể xem thông tin chi tiết ở đường link bên dưới nhé. Ngoài ra thì nếu mẹ không có máy lọc nước Kangen thì mẹ có thể sử dụng những loại nước là như là nước Lavi này, hoặc là nước Ionline này, hoặc là nước Vĩnh Hảo. Đấy là những cái nguồn nước khoáng. Mình tìm những cái nguồn nước khoáng thì nó sẽ có cái tính kiềm nhiều hơn. Và khi mà mình uống như vậy á, thì mẹ nhớ rằng nếu mà mẹ không đủ sữa và mẹ cho bé uống sữa ngoài thì mẹ lại phải dùng cái nước tinh khiết, hoặc là nước nhà máy, nước máy của mình á, để pha sữa, bởi vì nó có độ pH bằng 7. Thế còn khi mà mẹ uống thì mẹ sẽ uống bằng những loại nước kiềm. Chỉ có pha sữa là mình pha sữa bằng cái nước pH bằng 7 thôi. Và nếu như em bé trong 6 tháng đầu đời thì thường là các bác sĩ và các chuyên gia cũng không khuyến cáo là em bé cần phải uống nước. Sau khi mà em bé lớn hơn rồi, khi mẹ cho em bé uống nước thì cũng vậy. Đối với em bé thì mẹ cũng cho uống nước 7 hoặc là kiềm hơi nhẹ nhẹ hơn thôi. Bởi vì cơ thể của em bé rất là sạch, không giống như cơ thể của mình. Và một cái nguyên tắc khi mà uống nước bất di bất dịch là mẹ cần phải chia thành những cái lần nhỏ để uống, chứ không phải là mỗi lần mình uống là mình uống cả ly 200ml, 300ml. Chỉ có duy nhất một cái lúc mà mình uống cả ly á, là mình sẽ uống vào lúc mà buổi sáng vừa ngủ dậy, để cho nó giúp thanh lọc những cái cặn bã trong cái quá trình mà buổi tối, những cái quá trình thải độc và phục hồi của mình thì cần đến một lượng nước như vậy. Và một cái lưu ý đặc biệt là mẹ cần phải uống nước nóng hoặc uống nước ấm, tuyệt đối không uống nước lạnh và tuyệt đối không uống nước đá, được chưa? Đây cũng chính là một cái phần mà Anna luôn luôn nhấn mạnh với các mẹ. Nếu các mẹ chỉ cần uống nước nóng và uống nước ấm thôi thì thận của mình sẽ tốt này, trong người mình sẽ có sinh khí này, tóc của mình sẽ không bị rụng đâu ạ. Tóc của mình nó sẽ mọc rất là tốt, rất là đen và bóng mượt. Tất cả đều đến từ cái việc mà cái quả thận của chúng ta được giữ ấm và mình không đưa thêm những cái tác nhân gây lạnh vào. Thậm chí là thận tốt nó cũng có liên quan đến cả những cái hoạt động trí não của chúng
chúng ta, nó giúp cho chúng cơ thể của chúng ta có thể duy trì được cái sinh lực tốt hơn. Mà cái này nó tốt cho cả nam cả nữ, cho nên là mẹ có thể rủ thêm cả bố của em bé uống nước ấm cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một phần là mẹ nên kiêng cái gì, tức là nên tránh cái gì. Thực tế ra mà nói thì cái thứ mà mẹ nên tránh nhất ấy, đó chính là những cái chất kích thích, cồn này, rồi cà phê này, mẹ nên tránh. Tất cả những cái sản phẩm đóng hộp, đồ uống đóng hộp, những cái thực phẩm mà sản xuất công nghiệp trong hộp là mẹ cũng nên tránh luôn. Bởi vì nó có rất là nhiều những cái chất bảo quản ở trong đó. Ở giai đoạn này là cái giai đoạn mà đặc biệt của em bé, là cái giai đoạn mà cả cái cuộc đời của con người nó bị ảnh hưởng rất là nhiều trong những cái 6 tháng đầu đời và 6 năm đầu tiên này. Cho nên là mình phải hết sức thận trọng với những cái gì mà mình đưa vào cơ thể khi mà mình đang còn cho em bé ăn sữa mẹ. Mẹ cũng cần phải bỏ hết tất cả những cái thực phẩm mà có đường tinh luyện. Thực ra thì sẽ có một số mẹ là sẽ hảo ngọt. Nếu mà mình hảo ngọt thì mình phải làm sao ạ? Mình ăn những loại trái cây có vị ngọt này, mình có thể ăn mía này, mình có thể ăn những cái loại đường thốt nốt này, hoặc những cái loại đường phèn, hoặc là mình cũng có thể ăn cái trái trà là, nó cũng có một cái nồng độ đường rất là cao, hoặc mẹ cũng có thể sử dụng mật ong. Nhưng mà đường tinh luyện thì nó chỉ có mỗi cái vị ngọt là đường thôi, nó chẳng còn một cái hoạt chất gì cả. Và suy cho cùng thì dù mình hảo ngọt đến bao nhiêu thì mình cũng biết rằng là thực ra ở trong thực phẩm của mình cái lượng đường nó đã đủ rồi. Nếu mà mẹ giảm dần được xuống, càng ít đường càng tốt, đến không dùng những cái loại mà có vị ngọt giống đường thì càng tốt. Nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình khỏe khoắn hơn này, và em bé cũng sẽ quen với cả một cái thói quen mà ăn ít gia vị. Đường nó cũng sẽ làm cho cái cân nặng của mẹ khó mà thay đổi được. Đồng thời nó sẽ làm cho mỡ của chúng ta ức chế đốt cháy, hoặc là ức chế chuyển đổi một phần. Cho nên những mẹ nào mà ăn ngọt và ăn nhiều đường á, thì cái cơ thể của mình có thể là sẽ bị mập mạp lâu hơn trong một cái khoảng thời gian sau khi mà mình đã sinh em bé rồi. Mẹ hãy nhớ rằng là khi mà mình sinh bé, mẹ hãy nhớ rằng là ngay cả người khỏe mạnh thì bây giờ cũng được khuyến cáo là không nên ăn nội tạng của động vật. Những thứ như là quả tim hay là gì đó của con heo, hay là những cái bộ phận khác mình đều không nên ăn. Mẹ cũng bỏ hết tất cả những cái loại thực phẩm mà chiên xào rán nhiều. Mình càng ăn nhiều luộc hấp, và hoặc là có thể mình chế biến để thành món mặn để mình ăn thì càng tốt. Mẹ cũng nhớ rằng là cà phê rất là nguy hiểm trong giai đoạn này. Có một số mẹ là mình bị nghiện cà phê. Những cái mẹ mà sống ở cái khu vực phía nam của Việt Nam á, thì thường có cái nhu cầu uống cà phê rất là nhiều. Thì bây giờ vì quyền lợi của con và vì tương lai của một đứa trẻ sau này, cũng như là sức khỏe của mẹ, thì rất là mong mẹ sẽ bỏ cà phê trong giai đoạn này. Đó là tất cả những cái yếu tố mà Anna muốn đề cập để giúp cho mẹ biết rằng là mình nên ăn cái gì và mình nên tránh cái gì để có một sức khỏe tốt và có một cái chất lượng sữa thật là tốt sau khi sinh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số những cái câu hỏi thắc mắc của các mẹ mà Anna nhận được nhé. Có một mẹ hỏi rằng là có phải là mình phải kiêng những cái loại rau họ cải đến 6 tháng sau khi sinh không? Bởi vì có nhiều người nói rằng là nếu mà ăn nhiều rau cải thì sau khi sinh nó sẽ bị rối loạn cái việc mà đi tiểu của mình á, làm cho mình tiểu nhiều hơn. Thì Anna cũng xin trả lời rằng là trước đây á, ông bà của chúng ta thì thường là nông nghiệp, và bởi vì là trồng trọt nhiều, cho nên là lúa nước này, rồi hoa màu này, làm cho các cái bà, các mẹ của chúng ta là thường phải ngâm chân mình rồi tay ở trong nước rất là nhiều, tức là bị gần như là lúc nào cũng bị nhiễm lạnh hết á. Bởi vậy cho nên rằng là họ có thể kiêng 6 tháng không ăn rau cải. Rau cải nó là một cái thực phẩm mà có tính mát này và có rất là nhiều nước. Thế còn bây giờ chúng ta đâu có làm những công việc đấy đâu ạ. Mình rất là ít khi mà mình phải nhúng nước nhiều. Đặc biệt là ngay sau khi sinh á, thì mình cũng được ưu tiên là không cần phải đụng nước, chỉ có vệ sinh cá nhân là sử dụng nước thôi. Thì cho nên rằng là bạn không cần phải kiêng đến 6 tháng đâu. Còn trong trường hợp mà bạn cảm thấy rằng là bạn muốn như vậy cho chắc ăn thì bạn cứ làm để cho tinh thần của mình thoải mái, vì yếu tố tinh thần còn quan trọng hơn tất cả những yếu tố khác. Nếu như mà bạn muốn có những cái loại rau để mà thay thế thì bạn có thể thay thế bằng rau xà lách song, rau muống, rồi rau ngót. Đây đều là những loại rau màu xanh, nó cũng có những cái hàm lượng diệp lục rất là cao, và nó có thớ dai, nó rất là tốt cho cơ thể của mẹ, tạo chất xơ, và đồng thời nó cũng sẽ có thêm cả những hoạt chất mà phòng chống oxy hóa và phòng chống ung thư luôn, cho mẹ có thể lựa chọn nhé.
Câu hỏi thứ hai mà các bạn gửi cho Anna đó là có cần phải ăn canh móng giò nấu với đu đủ hay không? Thực ra đây là một cái món ăn mà thực ra Anna cũng ăn rất là nhiều. Anna ăn rất là nhiều móng giò nấu với cả nhiều loại khác chứ không phải chỉ là nấu với đu đủ đâu. Và mình ăn nhiều như vậy thì đương nhiên là nó có sữa, nhưng mà ăn nhiều thì nó gây ngán. Và đặc biệt hơn là do là ở trong móng giò cái lượng mà cái độ nhầy của móng giò và một số những cái hoạt chất ở trong móng giò nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến tử cung của mình về lâu về dài. Tức là khi mà mình ăn ăn ít thì không sao, khi mình ăn nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái tử cung của mình, cái độ co của tử cung của mình á. Tại vì sau khi sinh mình cần tử cung của mình phải đàn hồi và co lại. Nếu mình ăn quá nhiều cái món này thì nó không ủng hộ cho cái việc co lại, có thể nó sẽ ảnh hưởng và làm cho tử cung của mình sa xuống. Khi mà như vậy á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc của mình mang thai ở những em bé lần sau. Có thể bạn nghe cái thông tin này quá là lạ lẫm mà đúng không ạ? Nó lạ lẫm mà bạn chưa nghe thấy ở đâu cả. Thì thực ra ấy, bạn có thể lựa chọn theo những cái kiến thức mà mình đã được biết, đã có nhiều trên internet trước đây, hoặc nếu mà bạn theo dõi thường xuyên cả kênh Yobo và bạn theo dõi thường xuyên những cái thông tin mà Anna đưa ra thì bạn có thể lựa chọn cho chính mình. Thực ra Anna là một người phụ nữ mà có vòng một thì không nhỏ nhưng mà lại không có nhiều sữa sau sinh, mặc dù Anna ăn rất là nhiều, rất là nhiều. Như Anna có nói, sữa nó gồm có rất là nhiều những cái yếu tố khác tác động vào, chứ không phải chỉ là cái việc là bạn ăn như thế nào, bạn ăn bao nhiêu cái móng giò nhá. Và nếu như mà bạn muốn thay đổi, thay thế cho cái món móng giò này thì Anna có thể giới thiệu cho bạn một cái món, đó là bạn có thể nấu thịt bò và khoai lang. Thịt bò và khoai lang cũng là một cái món mà lợi sữa rất là nhiều. Và khi nấu thịt bò, do thịt bò sợ là mẹ sẽ bị lạnh cho nên là mẹ sẽ thêm một chút gừng vào nhá. Hoặc là mẹ cũng có thể nấu một cái món nữa, đó là xôi gà, mẹ cũng có thể ăn. Khi mà mẹ ăn thịt gà thì mẹ nhớ là bỏ cái đầu cổ cánh chân, mình chỉ ăn cái phần thịt thôi và mình bỏ ra. Đấy cũng là một trong những cái món mà làm cho mình có thêm cái lượng sữa. Và nếu như mà mẹ thích ăn bánh dày thì bánh dày nó cũng là một trong những thứ, tức là nó xuất phát từ đồ nếp. Mình có thể ăn những cái đồ nếp này sau khi mà mình sạch sản dịch và mình không có những cái vết thương hở nào cả. Tức ví dụ như là mẹ không sinh mổ thì mẹ hoàn toàn có thể ăn được những cái đồ nếp như thế này. Rồi, một câu thứ ba mà các bạn hỏi Anna là bởi vì là từ cái lúc mà mang thai cho đến lúc sau sinh á là vẫn bổ sung cái viên sắt rất là nhiều, và điều đấy làm cho các mẹ là bị táo bón. Vậy thì có phải là mình sẽ ăn khoai lang nhiều là nó sẽ tốt không? Với lại là cũng có nhiều mẹ bảo là giảm cân bằng khoai lang cũng rất là tốt thay vì bằng ăn cơm, thì bây giờ mình sẽ ăn khoai lang. Thì Anna xin được trả lời cho bạn cái câu hỏi như thế này, câu hỏi đấy như thế này nhá. Khoai lang đúng là một trong những thực phẩm tốt. Tuy nhiên là bản thân khoai lang á là nó khác với cả gạo của mình, cơm trắng của mình. Thì mặc dù tình cùng là tinh bột nhưng cơm trắng của mình thì nó có đầy đủ những cái acid amin hơn, còn ở trong khoai lang thì nó thiếu đi một số cái. Và đặc biệt nữa là khoai lang á, khi bạn ăn nhiều bạn sẽ thấy là nặng bụng này, hoặc là ông bà ta có câu là bởi vì là ngày xưa ông bà ăn khoai nhiều nên là sốt ruột không ngủ được ấy, tại vì nó khó tiêu. Và bản thân khoai lang nó có cái mủ của nó, cho nên khi mà bạn còn những cái vết thương á thì nó sẽ có khả năng làm cương mủ những cái vết thương lên. Thế cho nên là Anna lại không khuyến cáo là phụ nữ sau sinh ăn khoai lang. Anna cũng nghĩ rằng là mình cũng không nên cho các con ăn khoai lang nữa, trẻ nhỏ cũng không nên ăn. Mà chỉ có người bình thường, người khỏe mạnh bình thường này thì có thể ăn ít, ăn luân phiên với những thực phẩm khác. Thực ra mình bỏ hoàn toàn thì cũng không nên, bởi vì mỗi loại thực phẩm sinh ra trên đời này nó đều có một cái chức năng của nó. Mình có thể ăn luân phiên nhưng không có nghĩa là mình ăn nhiều và ăn vì một cái mục đích nào đó. Nếu như bạn vẫn muốn ăn những loại củ như vậy thì bạn có thể thay khoai lang bằng khoai tây. Không phải bỗng nhiên mà châu Âu họ sử dụng khoai tây là nguồn tinh bột chính đâu ạ. Khoai tây nó có cái màu vàng và nó rất là tốt cho tỳ vị. Đồng thời rằng là khoai tây nó cũng nhẹ và dễ tiêu hóa hơn. Nếu như bạn thích ăn khoai tây, bạn có thể làm một cái món là khoai tây kho với gừng rất là ngon. Đấy là một cái món chay hoàn hảo. Hoặc đương nhiên bạn cũng có thể ninh khoai tây rồi cà rốt với một số những cái loại khác để tạo thành một cái món canh cho mình.
Bạn cũng có thể ăn củ từ. Củ từ cũng là một cái củ rất là lành tính và rất là ngon. Đối với cả củ từ thì nó còn có cái tác dụng mà hỗ trợ bồi bổ cho cơ thể nữa, cho nên là mẹ sau sinh có thể ăn được. Thế còn khoai môn thì mẹ lại không nên ăn. Khoai môn mẹ không nên ăn, nó cũng là một trong những cái thực phẩm ngon miệng, nhưng mà chính bởi vì là khoai lang với khoai môn á, nó có cái vị ngọt, và cái vị ngọt đó nếu như mà mình ăn này kết hợp với cả là cái bên trong dạ dày của mình nó có cái khí nóng, bột cộng với đường cộng với khí nóng, nó lại còn có cả axit ở trong dạ dày nữa, thì nó giống như là một cái hũ lên men, bụng mình cứ bị sôi lên rất là khó chịu. Nếu mà mẹ sẽ bảo là ơ khoai tây, nhiều người nói khoai tây chiên thì không tốt cơ mà, thì đúng rồi, ở đây mình ăn khoai tây hấp này, khoai tây nghiền này, rồi có thể bạn nấu thành canh, chứ mình không chiên. Nếu như mình không chiên thì cái lượng đường trong đấy nó không bị biến đổi, và bạn ăn thấy cái vị khoai tây nó cũng nhạt hơn so với cả khoai lang hay là khoai môn. Còn một cái loại củ nữa mà mẹ rất là nên bổ sung trong cái chế độ dinh dưỡng của mình, đây là một cái loại củ mà phải nói rằng nó là một cái thực phẩm quý báu, đó là khoai mỡ tím. Khoai mỡ tím ấy, nó vừa tốt cho xương mà vừa tốt cho có cái chất nhờn để tốt cho các khớp nữa cơ. Cái khoai mỡ tím này là cái màu tím đấy nó sẽ vào thận và nó giữ ấm cho thận này, nó tốt cho thận, nó dẫn được chất dinh dưỡng vào trong cái trái thận của mình. Đồng thời nó sẽ tốt cho xương. Cái nhờn của khoai mỡ nó sẽ là bôi trơn các khớp. Và nhất là người già cũng có thể ăn cái canh khoai khoai mỡ tím này, trẻ em cũng có thể ăn canh khoai mỡ tím này, và bầu và mẹ sau sinh lại càng nên ăn canh khoai mỡ tím này. Đấy nên là có rất nhiều những cái loại củ khác bạn có thể thay thế cho khoai lang nhá. Chứ bạn lại đừng có nghĩ rằng là chỉ ăn khoai lang nó mới nhuận tràng và có nhiều chất xơ đâu nhá. Chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo là các bạn hỏi Anna là có phải là bọn em mới sinh em bé xong thì không được uống nước đá lạnh hay không? Thực ra thì như thế này ạ. Trong giai đoạn nào mình cũng không nên uống nước đá và uống nước lạnh cả. Tại vì nước đá và nước lạnh á, như Anna có nói, cái bộ phận lọc của cơ thể mình nó là quản thận. Thực ra quả thận còn được tính là xuất hiện trước cả trái tim ấy nhá. Tại vì sao? Tại vì quả thận nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái quá trình sinh tinh ở đàn ông. Và chị em phụ nữ chúng ta thì lại rất là hay có những cái vấn đề liên quan đến là rối loạn cái việc đi tiểu sau khi mà mình sinh em bé. Cho nên nếu như mà bạn uống nước lạnh, đá lạnh nhiều thì cái thận của mình nó lạnh, và nó càng ngày tính âm nó càng nhiều hơn. Mình mới sinh em bé xong á thì trong cơ thể mình vốn dĩ nó đã lạnh sẵn rồi. Bạn để ý mà xem, ông bà mình toàn khuyến 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 khích là mình sẽ ăn nhiều gừng, nhiều nghệ, rồi bôi gừng bôi nghệ để giữ ấm cơ thể. Mình rất là cần giữ cái khí ở trong người, đặc biệt nếu mà bạn sinh vào mùa hè, thì mùa hè nó là một cái mùa mà bao nhiêu cái khí lực của mình nó sẽ có xu hướng là bộc phát ra bên ngoài hết. Nếu bạn sống ở một khí hậu như là châu Âu thì lại ngược lại, cái khí nó lại được giữ ở bên trong người. Và bạn bạn hình dung không, mùa hè mình rất là nóng, khí của mình lại được bốc hết ra bên ngoài, cho nên là bên trong mình gần như không có gì, đêm mình rất là dễ bị lạnh. Mà vậy mà vì mình ban ngày mình rất là khát, cho nên mình lại muốn là được uống nước đá nữa. Vậy thì uống nước đá nó lại càng làm cho lạnh hơn, và thận của mình lạnh thì khí nóng nó sẽ bị nghịch lên trên, và khi khí nóng nó bị nghịch lên trên thì mình sẽ bị nào là lở miệng, hoặc là bị những cái triệu chứng mà mình cảm thấy nóng trong rất là khó chịu. Thế cho nên rằng là bạn không nên uống nước đá lạnh trong giai đoạn này là hoàn toàn chính xác. Và nước đá lạnh nó còn làm, uống lâu dài nó còn làm đơ cái tử cung của mình. Có rất nhiều người là sau này bạn muốn 5, 5 năm, 10 năm sau bạn muốn sinh thêm em bé, nhưng mà cái tử cung của mình á, nó không đậu được thai, bởi vì nó làm giảm cái độ mềm xốp của cái tử cung đi. Cho nên bạn chỉ cần đổi thành nước nóng thôi, hoặc nước ấm thôi là rất tốt rồi. Vậy bạn khác lại hỏi là vậy uống nước nguội có được không? Nói câu này thì hơi kỳ cục và có thể bạn chưa hiểu được, nhưng mà Anna mong rằng là riêng cái phần này thì bạn hãy thực hành theo, đó là nước nguội thì còn có hại hơn cả là nước đá. Nếu bạn để ý nhé, bạn ăn một cái que kem chẳng hạn thì nó lạnh thật đấy, cứ cho nó là đá đi đúng không, nhưng nó chỉ lạnh đâu đấy ở bên trên cái vòm họng và cổ thôi. Thế nhưng mà nước nước á, chính cái nước lọc của mình á, mình lại uống đều đặn, mình uống thường xuyên, mình uống ngày này qua tháng kia, và nó dẫn xuống thận của mình, và nó còn làm một cái hệ quả nặng nề hơn. Nếu bạn chỉ cần uống nước nóng và nước ấm, bạn chỉ cần uống trong vòng 1 đến 2 năm, bạn sẽ thấy là sức khỏe của mình tự động được cải thiện. Nó là một trong những cái biện pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản và hiệu quả nhất trên cái cõi đời này. Nếu như bạn bị dạ dày
thì đấy là cái trường hợp này bạn lại không nên uống nước nóng. Lúc đó thì bạn có thể là uống nước mà vừa mới nguội xong, chứ đừng có để cho nó nguội lạnh. Đây cũng là một trong những cái mẹo mà giúp cho cả đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ và sản phụ có thể giữ được một cơ thể khỏe mạnh chỉ bằng một cái điều rất là đơn giản thôi, đấy là nước. Có một câu hỏi cuối cùng mà các bạn hay hỏi Anna, đó là: chị ơi, em sinh bé xong em có được ăn tanh không? Thực ra khi mà bạn đã sinh bé sau 3 tháng 10 ngày, đặc biệt là hết 6 tháng, thì bạn ăn gì cũng được. Thế nhưng mà cái lúc mà mình vừa mới sinh nở xong á, là cơ thể của mình vừa mới trải qua một cái quá trình chuyển đổi xong, cho nên rằng bạn cũng không nên ăn những cái món mà những cái con cá hoặc là những cái động vật mà ở bùn, những cái động vật ở cửa sông mình cũng không nên ăn. Tại sao ạ? Bởi vì nó có nhiều chất cặn bã, chất thải ở trong đấy. Tức là bùn nó cũng chứa nhiều, và những cái cửa sông thì là cái cửa ngõ để chất thải đi ra, cho nên mình không ăn. Nữa là gì? Trong những cái đồ mà quá là tanh, những cái con rất là tanh, nó sẽ có những cái chất mà thực ra nó lại tốt ở trong cái là nó làm cho máu của mình được lưu thông tốt hơn. Nhưng mà khi mà bạn vừa mới sinh nở xong thì khi mình ăn tanh quá sớm nó lại làm ảnh hưởng, vì mình đang cần đông máu lại ở một số những cái vết thương hở rồi một số những cái như là vết mổ của mình á, thì mình lại không nên ăn trong giai đoạn này. Nhưng nếu mà ăn á thì những cái loại cá nước sâu, những cái loại cá rất là lành tính, thường là đồ biển, thì mình hoàn toàn có thể ăn được. Hay là con tôm thì được ăn rất là sớm, bởi vì con tôm nó sẽ làm co tử cung. Vậy thực ra là cái việc mà bạn ăn tanh á, ở đây là cái ông bà mình đang nói đến là những cái động vật mà nó sống ở bùn á, hoặc ở cửa sông thì mình không ăn. Tức là mấy con lươn này, mấy con trạch này, rồi mấy cái con cá mà sống cá đồng á, là mà sống ở cái tầng nước dưới á, thì mình không nên ăn. Rồi mấy con ốc, rồi mấy cái con mà sống ở đáy mình cũng không nên ăn. Chắc là bạn đã có đầy đủ những cái thông tin để có thể tự quyết định cho mình xem cái việc là mình sẽ thực hiện theo những gì mình đã biết, hay là mình sẽ nghe theo cô Anna này. Thực ra thì tất cả những thông tin này và tất cả những cái trường phái dinh dưỡng khác nhau thì bạn đều có thể tham khảo, và mình chính là cái người lựa chọn cái thông tin chính xác nhất cho mình. Vậy là đến đây thì chắc chắn là bạn đã có khá được những cái loại thực phẩm nên và không nên rồi. Thế thì để mà mẹ có thể khỏe mạnh, nhiều sữa và xinh đẹp sau sinh á, để mà đẹp hơn thời con gái thì có một cái điều vô cùng quan trọng, đó là yếu tố tinh thần. Mẹ cần có một cái giấc ngủ đủ, mẹ cần ngủ được trong cái khoảng từ 10 đến 10, 11 giờ tối cho đến 3 giờ sáng. Và mẹ cũng cần phải được thư giãn, tức là mẹ phải có đi lại nhẹ nhàng, mẹ phải có hành thiền, mẹ phải có nghe nhạc, mẹ phải có cái khoảng thời gian dành cho chính mình để cho toàn bộ cái cơ thể của mình nó được nghỉ ngơi, được relax, và sau đó mình lại quay trở lại với một cái vai trò là chăm sóc mẹ này, chăm sóc mẹ mà lại cho một người khác, rồi chăm sóc thêm cả em bé này. Xin chúc mẹ có một sức khỏe thật là tốt, có một nguồn sữa thật là dồi dào. Và nếu mà mẹ còn có bất cứ thắc mắc nào, hoặc thậm chí mẹ đồng tình hay không đồng tình gì đó trong những phần thông tin mà Anna cung cấp, thì mẹ có thể comment xuống bên dưới video này. Mẹ cũng có thể hỏi những cái câu hỏi và Anna chắc chắn sẽ trả lời trong những cái video clip lần sau. Cảm ơn mẹ và cảm ơn tất cả các bạn đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Yobo. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.